mê tín, cây gậy đánh người của những tín đồ khoa học. Rất nhiều người đều hay dùng cụm từ mê tín. Khi ai đó nói về một vấn đề mới lạ, một vấn đề tâm linh, một vấn đề mà khoa học vẫn chưa phát hiện hoặc chưa thể kiểm chứng, hay một vấn đề nằm ngoài tri thức hiện tại của nhân loại thì đều bị gom lại mà dán nhãn là mê tín. Kỳ thực, rất ít người biết được mê tín rốt cuộc nghĩa là gì. Có lẽ nếu chịu suy nghĩ về nghĩa của từ mê tín thì hẳn là người ta cũng không dùng nó một cách bừa bãi nữa. Bởi lẽ nếu dùng đúng ý nghĩa của từ mê tín thì rất nhiều việc trong cuộc sống chúng ta đều đang mê tín và cần mê tín. Nghĩa đơn giản, mê tín là tin vào cái gì đó tới mức mê mờ đi. Điều này cũng tức là nói, nếu bạn quá tin vào người tình, cha mẹ của bạn thì là bạn đang mê tín vào người tình, cha mẹ bạn. Nếu bạn quá tin vào bạn bè đồng nghiệp thì là bạn đang mê tín vào bạn bè đồng nghiệp. Nếu bạn quá tin vào luật pháp thì là bạn đang mê tín vào luật pháp. Bản thân từ mê tín ấy chỉ đơn giản là quá tin vào điều gì đó mà thôi, không hề mang theo ý xấu hay âm mưu lừa đảo trục lợi gì cả. Tất nhiên cũng chẳng phải là chuyện huyền bí ma quái nào cả. Tin tưởng vào điều gì đó có bị coi là sai? Các cặp đôi đang yêu nhau mà không tin vào nửa kia của mình thì sao có thể hạnh phúc? Trẻ con nếu không tin vào lời cha mẹ và người lớn thì sao có thể tiếp thu giáo dục? Khi đi học mà không tin vào thầy cô dạy tri thức thì còn đi học làm gì? Bạn bè đồng nghiệp trong một công ty mà không tin tưởng lẫn nhau thì sao có thể tạo ra sản phẩm có ích cho xã hội? Cùng một cộng đồng sinh sống mà không tin lẫn nhau thì chẳng phải sẽ xuất hiện hỗn loạn? Đương nhiên, không phải bảo rằng con người ta gặp gì cũng tin, ai nói gì cũng tin. Đơn giản là muốn nói, trong cuộc sống sẽ có những vấn đề chúng ta nên tin tưởng và cần tin tưởng. Có nghĩa là mỗi chúng ta cũng cần suy xét việc chúng ta đang tin tưởng là tốt hay xấu. Vậy hễ tin tưởng thì chẳng phải chính là mê tín. Vậy thì mê tín không mang ý nghĩa xấu. Thế nhưng khi nói điều gì đó mà chúng ta chưa nhận thức đến được thì nhiều người lại cho đó là mê tín. Tại sao cứ nghĩ đến mê tín thì chúng ta lại cho là xấu, là lừa gạt? Mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Kỳ thực do nền giáo dục và tư duy của xã hội thường bị định hướng khiến chúng ta đôi lúc quan sát vấn đề rất phiến diện. Nhiều điều chỉ nhìn một phía đã vội kết luận. Không phải chỉ có nói về chuyện mê tín, nhiều vấn đề khác cũng bị quy chụp oan uổng như vậy. Ví như từ sĩ diện, diện có nghĩa là vẻ ngoài, còn sĩ nghĩa là người có học thức thời cổ. Tuy nhiên, hiện nay nghĩa của từ ấy bị con người biến đổi trở thành xấu và được dùng để đả kích người khác. Đây không phải quy chụp một cách oan uổng thì là gì? Trở lại vấn đề mê tín. Mê tín quả thật đã bị quy chụp một cách oan uổng bởi những người theo chủ nghĩa vô thần, khiến cụm từ này trở thành thứ gì đó rất hoang đường, rất dối trá. Và khi được dùng rộng rãi với ý nghĩa sai lệch, từ mê tín này tự nhiên trở thành một thứ vũ khí có sức sát thương rất lớn, tác động rất mạnh lên những người có đức tin, có tín ngưỡng. Hễ ai nói về những hiện tượng phi thường hay những thần tích mà người khác không tin, không thấy thì nhanh chóng bị gán hai từ mê tín. Người ấy có thể không nói tiếp được, thậm chí còn có thể bị nhiều người đả kích. Thế nhưng chúng ta vẫn hằng ngày mê tín, chỉ là không biết được hoặc không dám thừa nhận mà thôi. Trớ trêu thầy, hiện nay con người đang có một thứ mê tín đúng với nghĩa bị sai lệch, nhưng đa số lại không nhận ra và còn cho nó là chân lý. Đó chính là mê tín vào khoa học. Có thể thấy một vấn đề dù vô lý, dù hoang đường đến đâu, chỉ cần viết đằng trước vấn đề đó câu khoa học đã chứng minh rằng thì người ta sẽ tin. Hơn nữa, đông đảo quần chúng sẽ ủng hộ và tình nguyện bảo vệ khi nó bị đả kích.
Đương nhiên, có cái là khoa học thực sự đã chứng minh được, nhưng cũng có những điều khoa học chưa chứng minh được, và thậm chí sau này chứng minh lại đã không giống kết luận ban đầu. Tuy vậy, rất nhiều người vẫn tin tưởng tuyệt đối vào nó. Đây không phải mê tín, mất lý trí hay sao? Dù bỏ qua những chuyện bịa đặt ấy, chỉ tin vào các vấn đề chân chính của các nhà khoa học ấy cũng vẫn là mê tín. Nếu chúng ta nghĩ kỹ thì khoa học cũng là một loại tôn giáo. Các nhà khoa học đi đầu trong lĩnh vực khoa học nào thì là giáo chủ trong lĩnh vực khoa học đó. Những định nghĩa họ đặt ra là các giáo điều. Những nhà khoa học ưu tú là các giáo hoàng. Những nhà nghiên cứu và giảng dạy khoa học là các linh mục. Những người không hề có chút thành tựu nghiên cứu khoa học nào mà vẫn tin nó trầm trấp thì là các giáo đồ. Vậy người ta chính là mê tín vào tôn giáo khoa học. Thực ra khoa học là có căn cứ, nhưng nhiều thứ cũng chỉ là ngoại suy. Người ta có quyền nói rằng họ tin vào khoa học vì nó đúng thực tế, chứ không mơ hồ huyền hoặc như tôn giáo. Tuy nhiên, không hẳn vậy. Hãy thí dụ, khoa học cho chúng ta biết rằng một trái bóng bàn được ném lên sẽ bay theo quỹ đạo parabol và rơi xuống đất theo đúng các định luật hấp dẫn của Newton. Điều này không sai và có thể kiểm chứng được. Tuy nhiên, nếu chỉ từ một trường hợp đơn giản này mà kết luận toàn bộ khoa học đều đáng tin cậy và là chân lý tuyệt đối thì cũng chỉ như nhìn thấy con cá heo nhảy khỏi nước và kết luận rằng mọi loài cá đều biết bay. Có những thứ người ta hoàn toàn tin một cách mê muội chứ chẳng có cách gì biết nó đúng hay không. Tuy nhiên, chỉ cần nói nó được khoa học chứng minh thì nhiều người sẽ tin tưởng một cách mê muội. Đây là mê tín hơn cả mê tín vào tôn giáo thông thường. Tóm lại, khoa học cũng là một tôn giáo và quá tin vào khoa học thì cũng là mê tín. Đương nhiên, video này không phải có ý chống đối hay đả kích khoa học mà muốn mượn vấn đề này để chỉ ra rằng thực ra con người ta hằng ngày đều đang mê tín. Hơn nữa, chúng ta đã và đang mê tín vào rất nhiều thứ và khoa học chính là thứ điển hình nhất mà ai cũng thấy được. Qua đó, phần nào có thể khiến chúng ta suy nghĩ lại khi dùng cụm từ mê tín như một cây gậy đánh người để tấn công vào đức tin và các tín ngưỡng tâm linh của người khác.